Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream của Thẩm mỹ Doctor Đi, thẩm mỹ dành cho người Việt. Và ngay bây giờ đây là một chị khách hàng đối diện với cả mình đang nằm nghỉ tại phòng hậu phẫu và cùng mình hỏi thăm chị khách hàng xem là giờ chị khách hàng sức khỏe ra sao và hiện tại thì là chị cảm thấy ra sao các chị em nhé. Em chào chị ạ. Giờ chị cảm thấy thế nào rồi ạ? Chị thực thấy cũng ổn. Chị ổn hơn rồi đúng không chị? Chị có thể chia sẻ với các chị em đang xem live được biết là mình làm dịch vụ gì ở bên bác sĩ Điền đúng không ạ? Mình làm dịch vụ nâng ngực, treo xa trễ. Chị có cả treo xa trễ nữa ạ? Có nghĩa là mình sẽ làm hai dịch vụ cùng một lúc đúng không chị? Đúng rồi. Vậy khi mà mình làm cả hai dịch vụ cùng một lúc vậy thì mình cảm thấy có đau nhiều không, hay là cái sự hồi phục của mình ấy nó có bị chậm hơn so với mọi người không ạ? Ban đầu thì nó cũng hơi nhức một tí. Vâng ạ. Nhưng mà trong khả năng chịu được. Dạ. Với cả hôm nay thì chị cũng thấy ổn hơn, nói chung cũng khỏe, đi lại được rồi. Hôm nay là ngày thứ mấy à? Mình nằm tại phòng hậu phẫu của bác sĩ Điển hả chị? Chị làm từ 6 giờ tối hôm qua. Hôm nay là ngày thứ hai. Hôm nay ngày thứ hai. Dạ. Ngày thứ hai ở viện nhưng mà là ngày đầu tiên mình làm xong đúng không chị? Đúng. Hôm qua làm thì hôm nay là ngày đầu tiên mình nghỉ ngơi lại. Chính xác. Vâng ạ. Thế là lúc mấy giờ là mình có thể đi lại được rồi ạ? Lúc trưa nay đi lại được. Trưa nay là chị đi lại được. Tầm 12 giờ đi lại được. Chị tự ngồi dậy được chưa? Chị tự ngồi dậy được rồi. Tự ngồi dậy được rồi luôn. Wow. Chị có thể cho em biết là mình biết đến bác sĩ Điền và ekip của bác sĩ Điền qua đâu không ạ? Chị được bạn bè giới thiệu. Được bạn bè giới thiệu ạ? Vâng. Trước khi mình đến đây thì mình có tìm hiểu qua những cái thẩm mỹ khác hay là qua nơi khác không ạ? Chị cũng có tìm hiểu một số nơi nhưng mà chị vẫn tin tưởng bác Điền nên là chị qua đây. Có lẽ là vì không những là vì danh tiếng mà còn vì sự tin tưởng nữa. Và mình đã tìm hiểu qua rất nhiều nơi rồi đúng không chị? Và mình phải gọi là như kiểu trao mặt củi vàng ạ. Đúng không ạ? Vâng ạ. Em cảm ơn chị đã chia sẻ những... em cảm ơn chị đã chia sẻ những trải nghiệm của mình cho các chị khách hàng để các chị khách hàng thêm động lực làm. Và nhân đây thì chị có thể gửi đến một vài lời động viên đến các chị khách hàng được không ạ? Thì mọi người muốn làm ngực ấy thì cũng cố gắng đi làm đi, bởi vì mình làm sớm thì mình sẽ đẹp sớm thôi. Vâng ạ, anh cảm ơn chị rất là nhiều. Và không để các chị khách hàng không làm phiền chị khách hàng nghỉ ngơi nữa, chúng mình sẽ cùng nhau đến thăm các chị khách hàng khác để xem những khách hàng ở hậu phẫu của lúc bác sĩ Điền thì sức khỏe ra sao và tâm trạng là như thế nào sau khi mà đón đứa con tinh thần đầu tiên các chị em nhé. Anh cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn em. Dạ vâng.